Đến đây, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiếp phần hội luận với khoa học gia Dương Ngoại Cảnh. Thưa chị, nhiều diễn giả đã nói lên quan điểm của mình khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông quốc tế là trong cuộc chiến quốc cộng trước và sau tháng 4 năm 1975 ở Việt Nam và ở thế giới hiện giờ bên ngoài, người ta vẫn thường đặt câu hỏi ai thắng ai trong cái cuộc chiến đã chấm dứt 40 năm rồi. Thì ý kiến của chị ra sao ạ? Dạ, thưa anh, theo thiện ý thì chúng ta không cần phải mất thì giờ để mà bàn cãi về những cái đề tài có tính cách chủ quan như là ai thắng ai hay là luận về công và tội của Hoa Kỳ. Vì thật ra những chuyện nó cũng đã xảy ra trong quá khứ rồi. Trong khi đó thì theo anh, chúng ta cần phải chú trọng vào những cái vấn đề cấp thiết đang xảy ra trước mắt hiện nay. Đó là cái tình trạng tồi tệ ở Việt Nam ngày nay, càng ngày càng nghèo đói, càng ngày càng thụt lùi trong khi cả thế giới đang tiến lên. Rồi cái sự cai trị tàn bạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và quan trọng hơn cả là cái mối nguy là cái nền văn hóa đầy nhân bản của dân tộc Việt Nam đang càng ngày càng bị mai một đi. Cộng sản Việt Nam ngày trước đã chiếm trọn được cả miền Nam nhờ vào võ lực, nhờ vào khối viện trợ rất là dồi dào của Cộng sản quốc tế và sự hỗ trợ rất mạnh mẽ của tà phái Tây Phương. Nhưng mà Cộng sản đã không chiếm được nhân tâm, vì cái bản chất và cái cách hành xử của một cái đảng Cộng sản nó cũng giống nhau, là dối trá và tàn bạo. Cả miền Bắc đã bị lừa, cả mặt trận giải phóng miền Nam đã bị lừa vào một cuộc chiến mà sau này chính Lê Duẩn đã công khai tuyên bố là ta đánh đây là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô. Có nghĩa là Cộng sản Việt Nam tự nguyện cõng rắn cắn gà nhà, sẵn sàng hy sinh cái sinh mạng của cả triệu người Việt Nam vào trong một cuộc chiến mà cái mục đích không phải là vì lợi ích lâu dài cho dân tộc Việt Nam. Tôi thì tôi vẫn quan niệm một cái cách tích cực là mình thua keo này thì mình bày keo khác, mình tìm cái may trong cái rủi để mà thắng, tìm đường sống trong lẽ chết để mà thoát. Cái rủi ro nhất của dân tộc Việt Nam là Hồ Chí Minh, và cái đại họa của nước Việt Nam là rơi vào cái chính thể Cộng sản. Nhưng mà trong cái rủi đó là một cái sự may mắn khác, là chính vì Cộng sản đã chiếm được hết miền Nam nên ngày nay họ không cần dối trá nữa. Vì thế mà Lê Duẩn mới dám công khai tuyên bố những cái câu phản quốc và phản dân tộc như vậy, anh thấy không? Thì ngày trước đó, mình nghĩ lại, Việt Nam Cộng Hòa đã phải vất vả đơn phương để mà chỉ ra cái bản chất phi dân tộc của Cộng sản Bắc Việt. Ngày nay thì cả toàn dân Việt Nam đang là nạn nhân trực tiếp rồi, và cả thế giới đều nhìn rõ cái sự khác biệt một trời một vực giữa cái nền dân chủ tự do của Việt Nam Cộng Hòa thời trước, mặc dù mình chỉ mới kịp xây dựng trong vòng 20 năm thôi, so với cái tình trạng tồi tệ, không có nhân quyền và nghèo đói khổ sở của Việt Nam ngày nay dưới chế độ của Cộng sản. Chính quyền Cộng sản càng đàn áp nhân quyền, càng ăn cướp tài sản của nhân dân, càng ăn cắp tài nguyên của quốc gia bao nhiêu, thì càng làm sáng tỏ cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước và của người Việt quốc gia ngày nay. Việt Nam đang rơi vào vòng tay Trung Quốc. Thế nhưng mà trong cái lẽ chết này là một cái đường sống mới. Đó là cái sự dần dần thức tỉnh của người trẻ Việt Nam trong nước. Mặc dù họ đã từng bị nhồi sọ từ tấm bé những điều không thật về Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù họ xa lạ với lá cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng mà họ đang dần dần nhận ra rằng trung thành với Đảng không có nghĩa là trung thành với Tổ quốc, nhất là khi mà cái Đảng đó đang phản quốc. Và họ đang đứng về phía quan điểm của người quốc gia, họ đang mạnh mẽ lên tiếng đòi hỏi nhân quyền và chủ quyền cho Việt Nam. Việc của chúng ta là làm thế nào để mà vận dụng những cái may trong cái rủi để mà mở ra một đường sống cho một Việt Nam đang hấp hối, thưa anh. Thưa chị, nhiều quý vị khán thính giả có nhờ chúng tôi khi nào mời học gia Dương Ngoại Cảnh đến tham gia hội luận thì làm ơn hỏi dùm. Vì sao con cái ở nước Mỹ này, cha mẹ thường muốn con cái mình là theo học nào là tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, trong khi đó chị lại trở thành chuyên gia chất nổ và sau đó là khoa học gia chuyên chế tạo vỏ bom cho quân lực Hoa Kỳ ạ? Dạ thưa, ngày đó chân ướt chân ráo vào trung học Hoa Kỳ với một cái vốn tiếng Anh chỉ có vài chục chữ thôi anh. Thành ra mặc dù là bản tính tôi rất là yêu văn chương nhưng mà đành phải đau khổ bỏ văn chương để theo học khoa học và toán để mà nghĩ là mình có thể bắt kịp được bạn cùng lớp nhanh chóng hơn. Thành ra khi lên đại học thì tôi mới quyết định theo đuổi ngành kỹ sư hóa và kỹ sư điện toán, thì cũng là kỹ sư đấy chứ anh. Nhưng mà không phải là làm những cái việc kỹ sư mà thường thường bố mẹ hay nghĩ, thông thường là con cái mình sẽ theo đuổi, mà lại chọn đi làm chất nổ. Vì lớn lên trong chiến tranh nên tôi rất là quý
và thương chiến sĩ của mình. Vâng. Những người chiến sĩ đã từng bảo vệ cho chúng ta được sống bình yên và tự do trong suốt bao nhiêu năm ở Việt Nam. Yeah. Rồi những người chiến sĩ Hoa Kỳ bây giờ đang tiếp tục bảo vệ cho chúng ta được sống bình yên và tự do ở đây. Vâng. Thành ra tôi càng thương chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của mình ngày xưa đã phải chiến đấu trong một cái hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt và bất công. Thì tôi lại càng muốn cho chiến sĩ Hoa Kỳ ngày nay của chúng ta có được cái phương tiện dồi dào nhất và những vũ khí tối tân nhất để họ có thể thắng trận và trở về nguyên vẹn với gia đình ạ. Thưa chị, có những điều thuộc về bí mật quân sự hay là nghề nghiệp có thể là không thể nói một cách công khai được. Tuy nhiên đó chị, là cũng có người hỏi là bơm áp nhiệt gọi là thermobaric thì có tác dụng gì qua lời chị thường kể và qua các phương tiện truyền thông là để bảo vệ quân lực Hoa Kỳ trong các cuộc chiến ở hải ngoại đó chị. Dạ thưa, cái mục đích của vũ khí áp nhiệt là làm thế nào để vươn tới được những cái mục tiêu nằm lẩn khuất ở xa. Thí dụ như là khi mà mình thả một quả bom ở ngay cửa của một địa đạo, nhưng mà mục tiêu của mà nó cần thanh toán lại nằm tút sâu ở bên trong, nhiều khi cách xa cả 1-2 cây số, ở sâu dưới lòng đất hay là trong lòng núi. Thì cái cách thông thường để mà tăng cái tầm ảnh hưởng của một quả bom là một đó là làm cho nó lớn lên, lớn hơn để mình có nhiều chỗ mà chứa chất nổ. Hoặc là một cách nữa là mình phát minh những cái công thức khoa học mới để tăng cái năng lượng của cái chất nổ đó, và nhờ vậy thì cái tầm ảnh hưởng của nó sẽ lớn hơn. Riêng trong trường hợp nếu mà mình muốn triệt tiêu những cái mục tiêu như là những cái bộ chỉ huy kiên cố, nơi mà địch quân ẩn trốn ở sâu trong lòng núi hay là trong lòng đất, như là mặt trận Á Phú Hãn đó, thì hai cái phương pháp vừa anh vừa kể đó không có hữu hiệu lắm. Là tại vì nếu mà mình làm quả bom lớn quá thì nó lại gây ra muôn vàn khó khăn về chế tạo, về chuyên chở và về tấn công. Còn nếu mà mình phát minh, cố tìm những cái công thức khoa học mới, hóa học mới để mà làm tăng cái năng lượng cho quả bom thì thật ra cũng không thể nào xuể được. Tại vì như lúc nãy đã giải thích rồi là thả quả bom ngoài cửa địa đạo mà trong khi mục tiêu nằm tuốt sâu trong cả 1-2 cây số mà quanh co trong lòng núi hay là lòng đất thì không thể nào, dù có tăng năng lượng bao nhiêu cũng không nào vươn tới được. Riêng trong cái trường hợp của vũ khí áp nhiệt thì cái năng lượng của cái chất nổ áp nhiệt nó so với những cái chất nổ thông thường khác thì nó cũng không có khác là bao nhiêu. Nhưng mà bằng một cái kỹ thuật khác, chúng tôi đã có cách để làm cho cái sức công phá của nó len lỏi được và tiến xa được, di động được vào trong những cái mục tiêu nằm lẩn khuất ở bên trong, thưa anh. Thưa, hồi đó khi mà Hoa Kỳ quyết định đem quân sang Á Phú Hãn thì nhìn qua thì cũng biết địa thế của nước Á Phú Hãn và biết là quân Taliban và quân khủng bố thường là trú ẩn ở trong những cái hang động và những cái bộ chỉ huy xây rất kiên cố ở bên sâu, bên trong núi. Thành ra vì vậy cần phải có một cái loại vũ khí mới là vũ khí áp nhiệt để có thể triệt hạ được những cái mục tiêu đó, thay vì là phải gửi binh sĩ Hoa Kỳ vào tận bên trong để mà truy lùng địch quân, thì như vậy sẽ chết nhiều lắm. Và đó là một cái cách để mà tìm cách mà mình bảo vệ sinh mạng và bớt cái sự thiệt mạng cho binh sĩ Hoa Kỳ, thưa anh. Trở lại vấn đề thời sự thì thưa chị Dương Nguyệt Ánh, qua những lần mà chị phát biểu trên sân khấu hoặc là qua các bài báo phát thanh truyền hình á, chị thường có những lời tâm tình gửi đến giới trẻ Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như là chị đã nhắn gửi đến thành phần phản chiến thường bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là bóp méo cái sự thật lịch sử. Thì ngày hôm nay đó, nếu chị có dịp phát biểu mà cấp lãnh đạo Hà Nội có thể nghe được thì chị sẽ nhắn gửi đến họ những điều gì, thưa chị? Thưa anh, tôi không có điều gì là nhắn nhủ với lại tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Bắc Việt hết, vì tôi không tin là họ còn lương tri nữa. Từ nhiều năm nay, cả triệu người Việt Nam trong và ngoài nước đã liên tiếp lên tiếng tố cáo những cái hành vi bán nước buôn dân của họ và cái tình trạng tồi tệ, càng ngày càng tồi tệ của người dân Việt Nam. Nhưng mà chúng ta thấy là họ không hề có một cái dấu hiệu nào là hối cải hay là một cái nỗ lực nào để sửa đổi hết. Cũng vì vậy mà người Việt quốc gia chúng ta không thể nào nghĩ đến cái chuyện hợp tác hay là hòa hợp, hòa giải gì với chính quyền Cộng sản được. Vì khi mà mình gọi là hợp tác, tức là mình phải có cùng một mục đích. Và trong khi mục đích của người quốc gia là làm thế nào cho người dân Việt Nam được tự do, được no ấm, làm sao để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trước cái mộng bành trướng của Trung Cộng. Còn mục đích của chính quyền Cộng sản ngày nay là làm đủ mọi cách để
củng cố cho cái quyền lực cá nhân và quyền lực đảng, bất chấp mọi hậu quả cho dân tộc và cho Tổ quốc. Thì hai cái mục đích đó không những là đã không thể dung hòa được, mà lại còn đối nghịch nhau nữa. Thành ra vì thế tôi không nghĩ là tất cả chúng ta, chứ không phải riêng tôi, nên tốn thì giờ hay là tốn công sức để mà khuyên hay là nhắn nhủ gì với cái tập đoàn đỏ bán nước đó hiện nay, thưa anh. Xin cảm ơn khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã dành thời giờ quý báu đến để trò chuyện với quý vị khán thính giả Việt TV. Cầu chúc anh chị luôn dồi dào sức khỏe, nhiều may mắn và riêng chị thành công trong sứ mạng mà quê hương thứ hai này trao phó cho chị. Dạ không dám. Xin cảm ơn anh Thảo và xin kính chào tất cả quý vị khán giả của Việt TV. Kính thưa quý vị, vừa rồi là cuộc mạng đàm với khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Cảm ơn quý vị dành thời giờ theo dõi. Xin chân thành cảm ơn quý vị một lần nữa và cầu chúc quý vị luôn may mắn, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình hội thoại cộng đồng khác. Ngày xưa, mỗi lần ra đi là một niềm mơ ước, một niềm hy vọng và không biết bao giờ được nhìn thấy lại hình ảnh của người thân. Sau 40 năm viễn xứ, thời gian đã thay đổi với sự phát triển như vũ bão của Internet cùng với lại sự phát minh của IPTV. Uno IPTV, một dịch vụ truyền hình bằng Internet đầu tiên của người Việt tại hải ngoại, không những cung cấp những thông tin liên tục cập nhật trên toàn cầu, mà còn đáp ứng mọi nhu cầu giải trí theo phương thức mới của công nghệ truyền hình, xem đài theo sở thích. VNews là truyền hình Việt ngữ đầu tiên và duy nhất chuyên về tin tức, bình luận, hội thoại, cập nhật nhất liên tục 24 giờ mỗi ngày, có thể xem như là CNN tiếng Việt. VMAX và phim 24 giờ, chuyên về phim bộ, trình chiếu liên tục những bộ phim hấp dẫn của Đài Hàn, của Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, tương tự như HBO hay Cinemax. Nhạc Việt, đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên duy nhất tại hải ngoại, chỉ chiếu âm nhạc cho quý vị thưởng thức liên tục 24 giờ mỗi ngày. Việt TV và S-Channel, với nhiều chương trình tổng hợp của người Việt hải ngoại như tin tức, di trú, phúc lợi xã hội, sức khỏe, thời trang, du lịch, thể thao, ẩm thực, thiếu nhi. V-Live, với nhiều chương trình giải trí như game show, tâm tình nghệ sĩ, đời sống thật và rất nhiều tiết mục hấp dẫn khác. Đặc biệt, sẽ có những đài thuần túy tôn giáo phổ biến như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo, Hòa Hảo. Với Antenna, quý vị có thể xem rất nhiều đài truyền hình địa phương với chất lượng High Definition và một số tiện lợi khác như Miracast, DLNA, USB, YouTube và các trang web. Thật tự hào sau 40 năm viễn xứ, người Việt của chúng ta đã có một hệ thống truyền hình miễn phí xem được ở tất cả năm châu thông qua iPhone, iPad, Android Phone, Samsung Smart TV hay là hộp Uno IP Box. Đến với Uno IP TV, quý vị chính là người giúp bảo tồn phát triển văn hóa Việt cũng như là giúp cho con cháu của chúng ta giữ mãi tiếng Việt khắp mọi nơi. Và chính vì lẽ đó, Uno IP TV là sự lựa chọn đúng hơn.